Chào các bạn, mình là Ngô Hoàng Đạo, mã số sinh viên của mình là CUV020HP29. Hôm nay mình sẽ làm Excel. Đó. Mình mở Excel ra. Excel của mình giờ vẫn chưa có một tí dữ liệu nào. Và mình muốn 1.000 số điện thoại ở mỗi cột này và mình muốn 20 cột. Suy ra là mình muốn là 20 số điện thoại. 20.000 số điện thoại ngẫu nhiên. Chúng ta cùng bắt đầu làm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ dùng hàm random between để gian đủ số điện thoại. Số điện thoại sẽ có 10 số. Với số 0 ở đầu thì mình sẽ cần gian đủ 9 số. 9 số sẽ từ 3 số 4 5 6 7 8 9. Đó. Với số 0 ở đầu. Nếu bạn không làm như thế này thì khi bạn mà để gian đùm số 0 từ 0 đến 9 thì nó sẽ gian đùm bất kỳ, và nhớ đâu nó sẽ ra gian đùm số 0 ở đầu. Mà số 0 ở đầu trong Excel nó sẽ tự biến mất. Tại vì mình ví dụ nhá. Ví dụ nhá. Ây. Chết, để mình cứ làm chứ đi. Tại sao lại phải làm như vậy? Ok. Ví dụ nhé, mình có số 098 555 897 897 877. Ok. Đó, số điện thoại đây. Ok nhá. Đó, nó sẽ tự mất số không. Tại vì không có số nào hiện ở đầu như là 021 như thế này cả. Nó sẽ tự biến mất cả. Tại vì số 0 ở đầu không có ý nghĩa. Trong đây cũng vậy. Nhưng mà mình có số điện thoại, mà số điện thoại thì phải cần số 0 ở đầu. Vì vậy nên là mình phải cần số 0 ở đầu. Tiếp theo, mình muốn chạy đến 1.000. Mình sẽ dùng bảng đi. Table. À, thế thì mình dùng đánh số thứ tự trước nhỉ. Số thứ tự này. 1. 1 đến 1.000. Cộng với cả số tự ở trên sẽ là 1.001. Một không không một. Ok. À, quên, thế phải đánh bảng trước đi. Ok. Không không một. Ok. À thôi, nếu thế thì mình sẽ dùng cái này. File. 1001. 100. 1.000. Từ 1 đến 1.000. Ok. Quên đấy. Lỗi. Ok. Sau đó mình điền thêm một bảng đầu tiên vào. Đây sẽ là số thứ tự. Rồi, đây với là nhóm này. Nhóm 1. Nhóm 20. Đó, mình dùng số điện thoại random ấy. Chín hai. Giờ hình như số điện thoại là 9 số à? 3 4 5 6 7 8. Thế thôi, cho 8 số. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Đó, giờ 9 số.
chín số. Ơi lag rồi. Giờ mình xóa hàng số thứ tự này đi nha, cho dễ làm, nó dễ nhìn. Rồi. Đó. Giờ mình đã có 1.000 số điện thoại. Một nghìn không trăm linh một số điện thoại. Mình nghe đúng không? 1.000 số điện thoại, tại vì ở đây hàng này sẽ có hàng đầu mà. Nên sẽ có 1.000 số điện thoại, trừ đi cái nhóm này. Rồi. Tiếp theo mình sẽ lấy trong 20.000 số điện thoại là mình lấy bất kỳ năm số. Để xem bên này. Số điện thoại bất kỳ đi. Một này. À mà mình các bạn copy bạn phải dùng cái này nhá, nếu không thì nó sẽ ra đồ mất. Nó sẽ copy cả công thức. Mà mình không muốn nó nhảy. Nhảy mỗi lần nhảy như vậy thì làm sao mà làm tiếp. Này kéo hẳn sâu rồi đi. Ok. Đánh số điện thoại. Đánh số thứ tự cái nhỉ. Một hai ba bốn năm. Giờ mình sẽ tìm xem là số điện thoại này nó sẽ ở hàng và cột nào nhóm. Đó, mình tìm số điện thoại nào, hàng nào, cột nào, nhóm nào, và mình từ tìm số điện thoại thì mình sẽ có hàm index. Mà nếu mà dùng hàm index thì mình phải cần là gọi tất cả số điện thoại thành một bảng. Một bảng này thôi này. Một cột này thôi này. Đó, từ đó tìm xem là số điện thoại đó ở dòng nào, hàng nào trong cái bảng đó. Thì mình cần gọi mỗi nhóm này là 1.000 số điện thoại. Vì vậy mình sẽ gọi 20 nhóm, gộp 20 nhóm đấy thành một bảng thôi. Thôi chả cần nhóm nữa. Đó, 20 nhóm. Đầu tiên thì mình thôi mình làm lại đi. Xóa cái nhóm này cho dễ đi. Cột coi như nhóm rồi. Delete. Lấy số điện thoại bất kỳ. Kéo sâu nữa. Ấy, quên. Xem số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5. Hạ. Hàm. Quên. Hàm. Giờ thì mình sẽ gọi tất cả số điện thoại ra đây. Số điện thoại 20.000 số điện thoại. 20k số điện thoại hàng này, cột này. Đầu tiên thì hàng trước đi. Hàng thì tổng cộng mình có 1.000 cột mà,
mỗi cột lại có 1.000 số điện thoại, thì nên là mình sẽ cho mình có 20 cột thì mình sẽ gọi từ 1 đến 1.000, 20.000 là 20 lần. Nhưng mà nếu mà chạy bằng tay bấm, mình cứ bấm 1 2 xong rồi kéo xuống 1.000, xong lại kéo 1 2 kéo 1.000 nó sẽ rất là mất thời gian. Vì vậy thì mình sẽ sử dụng một hàm cho nó nhanh, và mình dùng hàm if. Đầu tiên thì mình cho chạy từ 1 đến 1.000 trước đi. Sau đó mình nhìn thêm bên này cũng vậy, bên này là mình sẽ cho nó chạy 1.000 lần. À, một số 1 này 1.000 lần, tại vì có 1.000 dòng mà, thì mình sẽ gọi hàng 1 cột 1, hàng 1 cột 2, hàng 2 cột 1, hàng 3 cột 1, hàng 4 cột 1. Đó, nó sẽ như vậy, đúng chưa? Đó, nó sẽ là số điện thoại 20k số điện thoại. Ok. Đây là hàm cột. Giờ mình tìm thôi. À, quên mất. Rồi. Mình muốn cho nó chạy sau 1.000 lần nó sẽ chạy lại từ 1, thì mình cho if. If nếu cái này bằng 1.000, nếu mà đúng bằng 1, nếu mà sai sẽ là di 1.001 cộng 1. Ok. Thế mình cần số điện thoại, thế mình thêm một đấy đi, là số thứ tự cho nhanh. Đây là số thứ tự đi, 1 đến 20.000. Ok, insert số thứ tự. Ok, giờ cho nó tự chạy, cứ sau 1.000 lần nó sẽ chạy đến 1 này, 1.001 lại 1 này, kéo xuống tiếp xem thử. Đó, 6.001 lại 1 này. Tiếp theo đến cột. Thì mình có 20 cột nè. 20 cột thì mình sẽ cần gọi hai, mỗi mỗi một số này là ví dụ như 2 đi. Đó, nó chuyển từ 1, đây là loại hàng 1 cột 2, hàng 2 cột 2, hàng 3 cột 2 như mình nói vừa lấy đấy. Hàng 1 cột 2, hàng 3 cột 2, hàng 3 cột 2. Hàng 1.000 cột 1 đấy, thì dạy 1 đến 1, hàng 1.000 cột 2, xong lại đến hàng 1 cột 3. Thì cứ sau 1.000 lần nó sẽ tăng một đơn vị. Vì vậy sẽ mình sẽ dùng hàm if. Để không mất thời gian, mỗi một lần kéo đánh 1.000 lần số 1, 1.000 lần số 2 như thế nó sẽ rất là mất thời gian, hoặc là kéo tay nó cũng sẽ rất là mất thời gian. Vì vậy mình sẽ dùng hàm cho nhanh. Nếu cái này bằng 1.000, đúng đúng thì đúng thì dòng này sẽ là dòng này sẽ có 1,
Sai. Sẽ vẫn là giờ, vẫn giữ nguyên. Ok. Đó. Cứ sau 1.000 thì nó lại chạy. Đây, sau 1.000 lần này, 2001 lại chuyển sang cột 3 này. Đó, xong rồi. Giờ mình xóa. Giờ thì tôi cứ để hàng số thứ tự đây. Nếu nhá, mình cần dùng hàm VLOOKUP để tìm số điện thoại bất kỳ ở đây trong cái số điện thoại tí nữa mình sẽ gọi ra. Nhưng hàm VLOOKUP nó sẽ chạy như thế nào? Nếu hàm VLOOKUP đây mình sẽ làm luôn nhé, cho nó dễ. 20k số điện thoại. Đó. Mình đầu tiên dùng hàm index. Index thì nó sẽ lấy cái bảng ở đâu? Lấy cái bảng ở đây. Rồi. Và mình cần gọi là gì nhỉ? F4. Vậy chết nó lỗi luôn này. Hàng 1 cột 1. Ok, đó. Đúng chưa? Hàng 1 cột 1 0910475. 0914 10475 578. Đó, đúng rồi đấy. Tương tự như vậy, mình sẽ chạy tiếp. Này trên. Đó. Số này nó chạy như thế nào số kia cũng vậy. Nhưng nó sẽ gọi, chắc chắn nó sẽ gọi ra tại vì nó dựa theo cái bảng này mà. 1 21 01 0902. 0902, đó. Giờ mình lấy lại số điện thoại đi. Tại vì với nó bị chạy mất rồi. Bất kỳ nào. Rồi. Đầu tiên tiếp theo mình sẽ dùng hàm VLOOKUP. Lookup value nó sẽ lấy, nó sẽ tìm, nó sẽ cần tìm cái gì thì đây, số này. Ở bảng nào? Bảng này. Đây vừa nãy mình có nói, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem luôn. Bảng này giá trị tuyệt đối coindex number hàng à? Hàng thì sẽ là hàng 2 không đó, nó sẽ chạy NA này. Tại sao là vậy? Tại vì cái Excel nó sẽ quét từ trái sang phải, trái sang phải, trái sang phải. Vì vậy số điện thoại này mình cần đưa số điện thoại này để đằng trước này thì
thì nó mới quét được. Ví dụ như đây, hàng số thứ tự nó lại quét từ số thứ tự trước, nó lại không thấy đâu cả. Mình lại để hàng trước nó không thấy đâu cả. Vì vậy mình cần kéo cái hàng số điện thoại này, kéo ra ngoài. Đó. Bao giờ cũng phải để hàng số điện thoại này ra trước. Cái này xóa đi. Ra đây lại. Giờ hàng nó sẽ là hàng 3. Và vừa lấy mình ấn gian đùm mất rồi. Chắc phải xóa hàng số thứ tự đi. Tại vì nó quét mà. Nó quét đây là vì vậy. Chuyển lại sang đây. Ok. Chạy lại. À quên, không chỉnh. Nghe đâu phải cái bảng cũ đây nữa. F4. Hàng 2. Ok. F4. Ok. Đây tạo để mình chỉnh lại nhé. Một đi. Quên. Nó sẽ là một mới đúng. Cột tương tự cũng như vậy. Làm VLOOKUP. Số điện thoại này. F4 này. Đây sẽ là cột 3. Ok. Rồi, bây giờ mình thử lại nhé. Nhóm, không cái nhóm này.
Nhóm thì mỗi cô này sẽ cộng một, đó là nhóm. À mình xóa nhóm rồi, bây giờ mình tìm thử nhá. Hạng hay 529 cột 10, cột 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thôi cái này tìm lâu lắm. Cột 1 đi đây. Hạng 350, hàng 350 cột 1. 350 phải không? Thử phát là biết ngay, không chứ 14. Ok đúng rồi. Cảm ơn các bạn xem video của mình.